Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy, cô giáo, các vị phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh đã có mặt trong buổi lễ của thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ tổng kết năm học, tri ân và trưởng thành cho khối 12 năm học 2021-2022 thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, năm học 2021-2022 đã khép lại. Nhìn lại một năm qua, mặc dù cơ sở vật chất nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm học khiến chúng ta phải tạm dừng việc học trực tiếp trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp các ngành, sự điều hành của ban giám hiệu, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, nên trường chúng ta đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ năm học. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, không ngừng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để, sâu rộng đến từng cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh thông qua công tác bồi dưỡng dự giờ thăm lớp của giáo viên. Các em học sinh thi đua phấn đấu, học tập và rèn luyện, phát huy khả năng tự học, say mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tích cực rèn luyện kỹ năng, thể chất và giải trí lành mạnh, tích cực tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật và các cuộc thi do các ban ngành tổ chức và đạt kết quả cao. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Về kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, học sinh giỏi cấp tỉnh có 77 học sinh tham gia dự thi, trong đó có 61 học sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 79,2%, và lần đầu tiên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền dẫn đầu các trường cùng bảng thi của tỉnh. Có một học sinh đã xuất sắc lọt được vào đội tuyển học sinh giỏi môn tin học của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022. Thi khoa học cấp kỹ thuật cấp cụ đạt giải nhất lĩnh vực. Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải nhì. Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh đạt 5 giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố đoạt 01 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và cũng dẫn đầu khối trung học phổ thông trong cuộc thi này. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo do Học viện Nông nghiệp tổ chức đạt 1 giải nhất duy nhất trong toàn khối trung học phổ thông. Về kết quả hai mặt giáo dục toàn diện, xếp loại học lực, tổng số học sinh là 909 học sinh, học lực giỏi 438 em, chiếm 44,18% so với năm học 2020-2021, tăng 0,8%. Học lực khá có 445 em, đạt 48,95%, và có 26 học sinh học lực trung bình. Về xếp loại hạnh kiểm, có 304 học sinh đạt 99,67% học sinh đạt hạnh kiểm, có hạnh kiểm tốt, chỉ có duy nhất một học sinh có hạnh kiểm khá và không có học sinh hạnh kiểm trung bình. Về phía giáo viên, trong năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện công tác tự đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp với kết quả nhà trường có 24 giáo viên xếp loại tốt, chiếm 46,7%, 24 giáo viên xếp loại khá, chiếm 53,3%. Về xếp loại viên chức, có 24 cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và 29 cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 8 giáo viên được đề xuất danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 giáo viên được đề nghị bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 4 giáo viên được đề xuất bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8 giáo viên đề xuất Giám đốc Sở Giáo dục tặng bằng khen. Có 44 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở, 3 sáng kiến trình cấp thẩm định, cấp tỉnh thẩm định, trong đó có 2 đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của ngành giáo dục.
và nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đề nghị các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, để có thể đạt được những thành tích trên, trong năm học vừa qua, lãnh đạo nhà trường đã luôn quan tâm chỉ đạo, động viên trong mọi hoạt động, các phong trào của nhà trường. Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết tận tâm với nghề, nhiều học sinh thông minh, chăm chỉ. Đấy là những yếu tố nội lực giúp nhà trường luôn tự tin để khẳng định mình trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của tập thể sư phạm, của tập thể học sinh, nhà trường còn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp giúp đỡ về vật chất và tinh thần của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Đó chính là sự khích lệ, động viên rất lớn giúp nhà trường khắc phục khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt cho tập thể sư phạm và lãnh đạo nhà trường, xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Mong rằng trong những năm học tiếp theo, nhà trường vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa từ cấp ủy đảng, các ban ngành đoàn thể của địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Cũng trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt cho lãnh đạo đảng bộ, ban giám hiệu nhà trường, xin ghi nhận và vinh quang những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên, tuyên dương những cố gắng và các thành tích của các em học sinh đã đạt được trong năm học 2021-2022. Các em học sinh thân mến, đối với các em, nhà trường luôn dành hết những tình cảm, điều kiện để cho các em được học tập trong điều kiện môi trường tốt nhất. Các em phải luôn suy nghĩ, ý thức, có hoài bão về tương lai của chính mình. Hơn ai hết, các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Cô mong muốn các em không ngừng rèn luyện về đạo đức lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Kết hợp học tập với giải trí, rèn luyện lành mạnh để phát triển toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Có ý chí lập thân lập nghiệp, nuôi dưỡng ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Những em học giỏi, học khá không nên tự bằng lòng với kết quả của mình đã đạt được, mà phải không ngừng cố gắng để học giỏi hơn nữa. Những bạn học sinh kết quả học tập chưa cao, cần dành nhiều thời gian tự học. Các em phải thật sự cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả cao hơn, làm hành trang cho cuộc sống sau này. Đối với học sinh khối 12, khóa 42 năm nay, chia tay các em, cô mong các em luôn cố gắng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện học tập không ngừng, chuẩn bị tâm thế tốt nhất, tham dự kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với công lao, sự kỳ vọng và niềm tin yêu của thầy cô, gia đình và bạn bè. Thành tích của các em sắp tới sẽ góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh, góp phần tạo nên uy tín thương hiệu của ngôi trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền thân yêu của chúng ta. Đối với học sinh khối 10 và khối 11, cô chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, sức khỏe, đầy ý nghĩa, dành thời gian thích hợp cho việc ôn tập kiến thức cũ, bước vào năm học mới, phấn khởi với quyết tâm cao. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, với những tiềm năng, thế mạnh của một ngôi trường giàu truyền thống, năm học 2021-2022, chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, với sự phấn đấu của các thầy cô giáo và các em học sinh, sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp các ngành, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền sẽ đạt thành tích rực rỡ hơn nữa trong năm học tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.